Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu ngày. Rồi em có cái lô này bán cho anh em là 950.000 ha, 950.000 chuyển khoản đủ bao ship ha. Cái này anh em mình cọc hoặc là chuyển khoản đủ em mới nhận ha, còn nhận hàng thanh toán thì anh em vui lòng đặt cọc trước ha, hoặc là chuyển khoản đủ em sẽ bao ship ha. Anh em nào không chuyển khoản đủ thì cọc cho em là 100.000 ha. Đó, bán cho anh em là 950. Rồi mà nè, quay chi tiết cho anh em luôn nè. Ba cây bấm cốt cắt tuốt dây ha. Đây một cây kìm này. Hàng em vệ sinh rồi ha, cây này của Victor nha anh em. Fujiya nè ha. Fujiya size lớn. Chết mắt Derry nè. Rồi cái này Best Fujiya. Cái này của Fujiya luôn. Fujiya Victor SK11 ha. Rồi mớ này bán cho anh em là 950 nha, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em. Còn anh em nào không chuyển khoản đủ thì vui lòng đặt cọc hai em mới nhận ha. Đó, cọc hoặc là chuyển khoản đủ hai anh em. Đó, 950 hết lô này ha. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em.